Rồi, trạng bóng xa phương chào tất cả anh em. Bữa nay ngày năm tháng 7 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có ổ xỉ rừng, sam ngọc, hải châu thành phẩm, hồng quân ăn trái và trắc dây giao lưu anh em. Rồi, mã số 1 là một cây hồng quân ăn trái nha anh em. Cây dáng bonsai nha. Cây một cốt hai thân collect nè. Cốt bay rất đẹp nha anh em. Cây rất già, bờ đớ nè. Rồi, em đo cái quanh à. Cái quanh gốc là 53 nha. Thân rất to nha anh em, mình thân tầm 22 nha. Chiều cao 52. Tính từ mặt bầu lên tận trên đỉnh là 52, ngang tàng là 50 nha. Dòng mà hồng quân ăn trái thì chơi bonsai rất đẹp và vẻ ăn rất là ngon nha anh em. Quanh gốc 53, chiều cao 52, ngang tàng là 50. Rồi, giao lưu cho anh em là 4.2 bao ship nha. 4.20k bao ship, cây rất già nha anh em. 4.2 bao ship, cây hồng quân ăn trái mã số 1. Rồi qua mã số 2 là một cây trắc. Trắc dây nha anh em. Cây này đã thành phẩm nha, tê cành mịn hết nha. Cây này dạng thú nè. Cái bờ đớ của nó rất là to nha anh em. Tê cành già, nuôi rất lâu nè em nha. Cây này cắt giật, nuôi rất lâu nè em nha. Tê cành rất già. Rồi, em đo cái quanh à, cái quanh à, gốc nha anh em, cái quanh à, đớ nó luôn nha, là 70. Còn cái quanh thân trên đây là 14 cm nha. Quanh thân là 14 cm. Quanh đớ là 70. Chiều cao là tính từ mặt chậu lên tận trên đỉnh là 53 nha. Chiều cao là 53. Ngang tàng là 50 nha. Cây bờ đớ rất là khủng nha anh em. Chắc thì bông của nó rất đẹp và rất là thơm nha. Hồ nữa rất là thơm. Cây này bộ đớ của nó dáng thú nha anh em. Rồi, giao lưu anh em cây trắc mã số 2 là 400 bao ship nha. 400k em bao ship. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. 400k bao ship. Rồi, qua mã số 3 là một cây hồng quân ăn trái nha. Cây này cũng cốt lùng lọc nha, cốc bonsai nha mấy anh em. Này, bờ đớ nó nè, cái khá to nha. Cốc lùng lọc nha. Tây cành đã sống khỉa và cũng đã đi một nước dây định hình hết rồi nha mấy anh em. Cốc khá to nè, một cốc lên hai thân nha. Cái rất là già nha mấy anh em. Em đo cái quanh yêu thân đây nha. Quanh yêu thân đây là 32. Quanh yêu thân là 32. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh đây là 27. Ngang tàng là 38 nha. Cây này dáng thớ bonsai, cây khá to nha mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 320 bao ship nha. 320k bao ship cây hồng quân ăn trái mã số 3 nha. Rồi qua mã số 4 là một cây hải châu tông cao nha mấy anh em. Cây tông cao thân collect nha. Cây này tàng thiên nhiên nha mấy anh em. Cây tàng thiên nhiên. Cây này khá to nha. Cây này em phải đứng xe rồi em quay mới hết cây được nha mấy anh em. Rồi, em quay cái bộ đớ nó cho anh em xem nè. Cây mọc cốt hai thân dáng mậu tử nha. Em đo cái quanh gốc đây nè. Là 18 cm nha. Quanh gốc 18 cm. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 1,5 m nha. Cây này tông cao thân collect nha anh em. Rồi em quay, em đứng xe rồi em quay hết cây cho anh em xem nha. Cây đang trai cho trái rất là xài nè, thân collect thiên nhiên luôn nha anh em. Cây thả tăng thiên nhiên này. Trái nè, quẹt cây luôn nha anh em. Dàn trái của nó rất khủng khiếp nha. Cây này là anh em nào quán cà phê đồ mua về trang trí sân vườn quán cà phê rồi rất đẹp nha. Cây tông cao dáng mậu tử thân collect trái thì rất là sai nha, dòng trái cực kỳ sai nha mấy anh em. Dòng trái của nó này trái chùm chùm luôn nha mấy anh em, trái rất sai nha.
phần cò lết. Hoành 18 cm, chiều cao 1,5 m, ngang tàng là 65 nha. Cây tàng cũng khá rộng nha mấy anh em, ngang tàng là 65, cây này khá to nha. Rồi, giao lưu cho anh em là 800 bao ship nha, 800 kè bao ship cây Hải Châu. Mã số 4 nha, cây này quanh thân của nó cũng khá to nha mấy anh em. Nè, cây này quanh thân tầm 10 cm, 11 cm nha. Bình thân tầm 10 cm, 11 cm nha mấy anh em, tầm 11 cm. Cây khá to. Cây đang bông trái rực rỡ nha. Cây đang bông trái rực rỡ nha mấy anh em. Hoành 18 cm, chiều cao 1,5 m, ngang tàng là 65. Rồi, giao lưu cho anh em là 800 bao ship nha. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu báo bao cẩn thận gửi cho anh em. Cây tông cao nên tiêu ship cũng rất là cao nha mấy anh em. Rồi, qua cây Hải Châu mà số em. Cây này cũng một cây tông cao nha, cây một cốt ba thân nha mấy anh em. Cây một cốt ba thân. Cây này là cũng đang trả trái. Trái rất xa nha, trái chùm chùm trái rất xa nha mấy anh em. Cây một cốt ba thân. Rồi em đo cái quanh nè, góc là 20 nha. Quanh góc 20, chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh là 1,2 m. Quanh thân thì được 7 cm nha, phần thân lớn 7 cm. Phần thân giữa đây là 5 cm. Còn quanh thân nhỏ đây là được bằng ngón tay út nha mấy anh em. Một cốt ba thân. Cây lá nhỏ đẹp nha. Cây đang trả trái cũng khá là xa nha. Dòng này anh em giờ làm lại nha. Cây đang trả trái nha, chùm chùm luôn nha. Hoành 20, chiều cao 1,2 m. Rồi giao lưu cho anh em là 350 bao ship nha, 350k bao ship. Rồi qua cây Hải Châu mà số 6. Cây này một cốt tây canh già mịn hết nha, cây thành phẩm nha mấy anh em, tây canh này. Đó, tây canh nuôi rất lâu nha, già, cây sạch kiểm hết nha mấy anh em. Cây dòng lá sông cầu rất đẹp nha. Bờ đớ nè. Bờ đớ cây này bờ đớ rất mạnh, nhưng là phanh này dưới đây bờ đớ rất là to nha mấy anh em. Thân này. Rồi em đo cái quanh thân đây nha, 10 cm, quanh thân đây là 10 cm này. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tao trên đỉnh là 40 nha. Ngang tàng đây là 50, ngang tàng là 50 nha. Cây thành phẩm nha mấy anh em, cây sạch kiểm hết nha. Bờ đớ này. Bờ đớ là rất giòn dáng nha, anh em yên tâm nha. Cây này tây canh rất già này, cây sạch kiểm hết nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 600 kè bao ship nha, 600 bao ship. Thân cũng khá to nha, thân 10 cm nha nhưng mấy anh em, tây canh mịn hết nha. Hoành thân là 10 cm nha, chiều cao 40, ngang tàng 50. Rồi 600 bao ship nha, 600 kè em bao ship cây Hải Châu mẹ số 6 nha. Cây sông cầu dòng lá đẹp nha mấy anh em, tây canh mịn hết nha. Rồi qua cây Hải Châu mẹ số 7. Cây này thành phẩm nha mấy anh em. Cây đang trái nè, dòng trái rất to nha, trái to và trái chùm nha mấy anh em. Chùm trái rất sai nha. Dòng lá đẹp. Hải Châu sông cầu dòng lá đẹp. Đây trái non này nha mấy anh em. Cây đang chờ trái rất sai mà trái chùm chùm nha. Một chùm trái của nó rất nhiều nha mấy anh em. Cây này còn vừa xe ba lại rất là kỳ càng nha. Anh em giờ vừa chơi vừa nuôi thêm nha. Cây phôn tàng quen nhân nha. Dáng quen nhân mẫu tử nha mấy anh em. Cây này nó nửa đứa rất là to nè. Đó, cây nửa đứa cái củ đứa rất to nha mấy anh em. Cây này cái củ đứa rất to nè. Rồi em đo cái quanh cũ đớ đây là 27 nha. Quanh 27, quanh thân này khá to nè. Quanh thân đây tầm 13-14 cm nha mấy anh em. Mình thân khá to nha. Quanh cũ đây là 27 nè. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 74 nha. Chiều cao là 74, ngang tàng từ bên đây qua bên kia là 42 nha.
chiều dài COD dài tạo trước là 68 nha mấy anh em. Cái này thành phẩm nhé, mời tổng thợ cái cho anh em xem này. Cái này rất duyên dáng nhé, dáng quen nhân mộc tử nhé mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 1.800.000 bao ship nhé, 1.800.000 bao ship. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây vừa xịp ba lại rất là kỹ càng rồi nha mấy anh em. Giờ anh em giờ vừa chơi vừa nuôi thêm nha, cái này giờ vừa chơi vừa nuôi thêm 1.800.000 em bao ship nhé. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em. Cây dòng trái trái châm mà rất đẹp nha mấy anh em, trái sáng bóng như trái nhựa nha. 1.800.000 em bao ship cây hải châu mà số 7. Rồi qua mã số 8 là một cây hải châu chân rỡ nhé, cây chân rỡ này. Cây chân rỡ khá đẹp nha mấy anh em, đang bông trái trên cây nha, cây đang bông trái nhé, chân rỡ rất quái nha mấy anh em, cây là không có bỡ bọng rồi gì hết nhé. Thì nó có cái mấy cái mẹ cách đấy thôi chứ không có chút chút đi, không ảnh hưởng gì hết nhưng mà anh em sống hết, sống khỏe hết nhưng mà anh em. Cây rất ok nha, cây đang bông trái nhưng mà anh em. Rồi em đào thì quanh gốc, thì quanh gốc đây là 41 nha, quanh gốc chân rỡ đây là 41 nữa. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh đấy là 28 nha, ngang tàng là 32 nha. Cây đang bông trái nhưng mà anh em, cây đang bông trái. Rồi giao lưu cho anh em là 500.000 bao ship nhé, 500.000 bao ship. Cái này anh em nào lấy em ship cả chậu luôn nha, chân rỡ khá là to đẹp nha mấy anh em. Rồi qua cây hà châu mã số 9, cây này cũng là một cây chân rỡ giáng thú nha, cây này cây chân rỡ giáng thú nè, tay cành cũng vừa spare lại kỳ can hết rồi nha anh em. Giờ vừa chơi vừa nuôi thêm. Rồi em đo cái quanh này vô đây là 45 nha, quanh 45, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 35, ngang tàng, ngang tàng là 33 nha, quanh 45, chiều cao là 35, ngang tàng đây là 33. Cây giáng thú nha mà anh em, cây này nó cũng không có bỡ bọng gì hết nha. Rồi hai mẹ cho anh em xem nha, cây cũng không có bỡ bọng gì hết nha mà anh em, rỡ đó là sống hết nha, chân rỡ đó là sống hết nha mà anh em. Cây này được vô chậu đẹp nha, chậu này cũng một xì máy đó nha mà anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 600 bao ship nha, 600.000 bao ship cây hải châu chân rỡ mã số 9 nha. Rồi qua mã số 10 là một cây sam ngọc mini nha mấy anh em, cây mini bờ bang, cây mini này cũ đớ một cục luôn nha. Này có lụa thép, cái này có lụa thép nha mấy anh em, này cái cũ nó nguyên một cục luôn nha. Quanh là 25, chiều cao 20, quanh cũ 25, chiều cao 20. Rồi 160 bao ship nhé, 160.000 bao ship. Cây này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn này. Rồi qua mã số 11 là một cây ổi xỉ rừng nha, dòng ổi xỉ rừng thì vẻ nhỏ nhưng ăn rất thơm ngon nha mấy anh em. Cây này nó co lét tự nhiên này, nó có co lét rất đẹp nha. Đó, cây có co lét rất là hay nè. Em đo quanh thân là 11 cm, chiều cao là 20 nha, quanh thân 11 cm, chiều cao 20. Cây đã sống khỏe nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 130 bao ship nha, 130.000 bao ship cây ổi xỉ rừng mã số 11. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi chào anh em.